chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Đồng hành Hàn Việt được phát sóng vào lúc 7 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên HTV7. Kính thưa quý khán giả, theo ước tính, nhu cầu sản phẩm nhựa sinh học trên thế giới là khoảng 2 triệu tấn mỗi năm. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì tỷ lệ những người tiêu thụ sản phẩm từ nhựa sinh học chỉ chiếm khoảng 1-2%, một con số rất nhỏ. Trong khi đây là những sản phẩm thân thiện với môi trường và an toàn với sức khỏe của người sử dụng. Chúng tôi xin mời quý khán giả cùng tìm hiểu nhiều hơn về những sản phẩm này thông qua chương trình Đồng hành Hàn Việt ngày hôm nay với một số những thông tin chính như sau. An toàn cho sức khỏe với sản phẩm từ nhựa sinh học. Dịch vụ thiết kế nội thất góp phần tối ưu hóa không gian sống. Mở đầu chương trình, chuyên mục sự kiện trong tuần sẽ mang đến cho quý khán giả một số thông tin ngắn đáng chú ý trong thời gian gần đây. Nhằm tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên mọi lĩnh vực, từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020, trong khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia, Bộ Công Thương sẽ tổ chức chương trình khuyến mại tập trung quốc gia năm 2020. Trong chương trình, các doanh nghiệp sẽ chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng, hấp dẫn để người tiêu dùng, du khách trong nước và quốc tế mua sắm được những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa dịch vụ khuyến mại dịp này là 100%. Chương trình cũng là cơ hội để doanh nghiệp các vùng miền quảng bá những sản phẩm chất lượng đến người tiêu dùng trên cả nước và du khách nước ngoài, kết hợp với việc tổ chức lễ hội truyền thống tại địa phương để thu hút, kích cầu và thúc đẩy phát triển du lịch dịp hè. Bên cạnh các hoạt động mua sắm truyền thống, chương trình sẽ kích cầu tiêu dùng cả ở lĩnh vực thương mại điện tử, qua đó tạo sự khác biệt hơn so với các chương trình khuyến mại đơn lẻ do doanh nghiệp hoặc địa phương tự tổ chức. Để hưởng chính sách chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi thuế quan, các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang châu Âu cần phải khẩn trương đăng ký và thực hiện chứng nhận REX, vì hạn chót để thực hiện là ngày 30 tháng 6 năm 2020. Cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ, gọi tắt là cơ chế REX, đã được áp dụng tại Việt Nam kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến nay. Tuy nhiên, tính đến nay, số lượng thương nhân được đăng ký và số lượng hồ sơ đang chờ xử lý đăng ký mã số REX còn rất ít so với số lượng doanh nghiệp đề nghị cấp CO mẫu A năm trước. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu sang Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sĩ, Bộ Công Thương đã đề xuất EU gia hạn thời hạn đăng ký đối với Việt Nam đến thời điểm cuối cùng là ngày 30 tháng 6 năm 2020, và đề xuất này đã được chấp nhận. Để được hưởng các ưu đãi thuế quan GSP, các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động xuất khẩu đi Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sĩ cần khẩn trương đăng ký mã số REX trong thời gian quy định. Tại lễ trao giải hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2020, Công ty Cổ phần Giải pháp Nông nghiệp Tiên tiến, một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, đã tiếp tục nhận được số bình chọn cao từ người tiêu dùng và các ngành chức năng địa phương. Đây là năm thứ 7 doanh nghiệp này được trao chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao. Để có được kết quả này, doanh nghiệp đã sớm đầu tư trang thiết bị hiện đại và ứng dụng công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 14001 và chứng nhận ISO IEC 17025. Hiện những sản phẩm của đơn vị được người nông dân đánh giá cao, có thể kể đến như thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hạt giống. Trong đó, các loại thuốc bảo vệ thực vật được phối chế theo công thức riêng từ nguyên liệu tinh khiết và phù hợp với tiêu chuẩn của FAO, có khả năng phòng trừ hữu hiệu cỏ dại và sâu bệnh. Các loại phân bón tạo kháng thể tốt, giúp cây chống chịu được các điều kiện ngoại cảnh bất lợi, đồng thời kích thích cây sớm ra hoa, tăng độ ngọt và màu sắc của trái. Sản phẩm hiện được phân phối trên toàn quốc thông qua hệ thống chi nhánh đại lý trực tiếp của doanh nghiệp. Ngoài ra còn xuất khẩu đi Campuchia, Lào, Myanmar. Nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, kể từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, mức thu nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng dữ liệu về môi trường sẽ giảm 30% so với trước đây. Cụ thể, trước đây mức phí khai thác và sử dụng hồ sơ tài liệu báo cáo chuyên đề môi trường các loại là 800.000 đồng trên mỗi báo cáo. Phí khai thác và sử dụng bản đồ các loại từ 870.000 đồng đến 4 triệu đồng một mảnh. Phí sử dụng cơ sở dữ liệu từ 460.000 đồng đến 9.145.000 đồng một mảnh. Phí khai thác sử dụng dữ liệu quan trắc môi trường từ 12.000 đồng đến 260.000 đồng trên một thông số.
Tuy nhiên, theo thông tư số 22 do Bộ Tài chính ban hành năm 2020, mức phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường chỉ bằng 70% mức quy định trên. Người nộp phí thực hiện nộp trực tiếp cho tổ chức thu phí hoặc nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại kho bạc nhà nước. Trường hợp tổ chức thu phí thực hiện thu phí theo hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thì thực hiện nộp phí theo thông báo của tổ chức thu phí. Theo sách trắng năm 2020 do Tổng cục Thống kê công bố, năm 2019, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt 7,02% và là năm thứ hai liên tiếp có mức tăng trưởng trên 7% kể từ năm 2011. Kết quả này có sự đóng góp tích cực của khu vực doanh nghiệp với trên 60% vào GDP. Bình quân cả nước có 7,9 doanh nghiệp đang hoạt động trên 1.000 dân. Hiện tại, đang có khoảng 760.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Trong đó, ngành dịch vụ chiếm 67,1%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 31,6%, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 1,3%, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ thị trường đóng vai trò động lực phát triển kinh tế đất nước, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 500 tỷ đô la. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút nhiều doanh nghiệp thành lập mới và đầu tư nước ngoài, số người có việc làm tăng, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm giảm, thu nhập của người lao động tăng lên. Năm 2019, Việt Nam được xếp thứ 8 trong số các nền kinh tế tốt nhất thế giới để đầu tư, tăng 15 bậc so với năm 2018. Đối với kỳ tính thuế quý 2 năm 2020, doanh nghiệp sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đến ngày 30 tháng 12 năm 2020. Để được gia hạn nộp thuế, doanh nghiệp chỉ cần nộp giấy đề nghị một lần và thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của các tháng được gia hạn như sau. Kỳ tính thuế tháng 3 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 9 năm 2020. Kỳ tính thuế tháng 4 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2020. Kỳ tính thuế tháng 5 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2020. Kỳ tính thuế tháng 6 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2020. Kỳ tính thuế quý 1 năm 2020 chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2020. Kỳ tính thuế quý 2 năm 2020 chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2020. Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ dẫn đến làm tăng số thuế giá trị gia tăng phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn. Ngoài ra, nghị định cũng gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình cá nhân kinh doanh hoạt động trong một số ngành kinh tế lĩnh vực. Hộ gia đình cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2020. Theo nghiên cứu của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố năm 2019, tại Việt Nam, lượng nhựa thải ra biển ước tính từ 0,28 đến 0,73 triệu tấn mỗi năm, chiếm khoảng 6% tổng lượng nhựa thải ra biển của thế giới và đứng thứ tư trong danh sách các quốc gia có lượng nhựa thải ra biển nhiều nhất. Trong khi đó, theo số liệu thống kê của Hiệp hội Nhựa Việt Nam, lượng nhựa tiêu thụ bình quân đầu người năm 2019 là 41 kg mỗi người, cao gấp 10 lần so với lượng tiêu thụ 3,8 kg mỗi người vào năm 1990. Với lượng tiêu thụ sản phẩm nhựa ngày càng gia tăng như hiện nay, việc đẩy mạnh tiêu dùng loại nhựa sinh học có khả năng phân hủy cao hơn nhựa truyền thống sẽ góp phần quan trọng nhằm hạn chế tối đa những tác động xấu đến môi trường xung quanh. Nhựa sinh học hay còn gọi nhựa phân hủy sinh học là vật liệu được biết đến với khả năng phân hủy thành các thành phần nước, CO2 và những sinh khối khác nhau dưới tác động của môi trường đất, độ ẩm cũng như từ các vi sinh vật. Ưu điểm của nhựa sinh học là không chứa các thành phần có hại cho sức khỏe con người. Hiện nhiều quốc gia đã quy định và bắt buộc người tiêu dùng phải dùng bao bì phân hủy sinh học nhằm giảm thiểu các tác hại với môi trường. Đây cũng là xu thế chung trên toàn thế giới trong thời gian tới khi vấn đề ô nhiễm và sức khỏe của cộng đồng ngày càng được quan tâm. Cái nhựa thì nó sản xuất từ rất nhiều nguyên liệu khác nhau. Nhựa mà sản xuất từ các hóa chất có phát sinh từ dầu mỏ thì người ta gọi là nhựa. Thế còn nhựa mà sản xuất từ các hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên, ví dụ như từ các loại biomass, tức là sinh khối, thì người ta gọi là nhựa sinh học.
Thế thực ra nhựa sinh học sản xuất từ 100% là các hợp chất thiên nhiên, hoặc là một phần cái hợp chất thiên nhiên, một phần là từ cái hợp chất hóa học, từ nguồn gốc từ dầu mỏ. Hiện nay, nhựa sinh học được ứng dụng rộng rãi trong đời sống, chủ yếu tập trung vào ba lĩnh vực chính là y sinh học, nông nghiệp và bao bì. Trong đó, rất nhiều sản phẩm nhựa sinh học đã trở thành mặt hàng thương mại phổ biến trên thị trường, điển hình như sản phẩm nhựa sinh học ứng dụng trong sản xuất màng che phủ và ươm cây. Không chỉ có tác dụng giữ ẩm cho đất đai, sản phẩm này còn giúp ổn định nhiệt độ của đất, giúp cây trồng phát triển nhanh chóng. Ngoài ra, vật liệu này cũng được sử dụng trong ngành công nghiệp bao bì để sản xuất túi đựng hàng hóa, thực phẩm. Mặc dù chưa phải là giải pháp tối ưu, do nhựa sinh học còn tồn tại cả ưu và nhược điểm nhất định, song sản phẩm vẫn được xem như một bước tiến tích cực, giúp giảm sự phụ thuộc vào nguyên liệu hóa thạch, không gây hại cho người sử dụng và môi trường. Ở Việt Nam, cũng đã có nhiều doanh nghiệp thử nghiệm thành công và sản xuất các sản phẩm làm từ nhựa phân hủy sinh học. Chính vì vậy, để góp phần bảo vệ môi trường, thì việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa sinh học là không thể thiếu sự chung tay của người tiêu dùng. Thưa quý khán giả, hiện nay ở nhiều nước trên thế giới, người dân được nhà nước yêu cầu là bắt buộc sử dụng sản phẩm bao bì tự phân hủy sinh học. Đây là sản phẩm góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ môi trường. Vậy, nó là loại nhựa như thế nào, đạt tiêu chuẩn ra sao? Xin mời quý khán giả cùng lắng nghe ý kiến chuyên môn sau đây. Thực ra đấy thì cái sự khác biệt lớn nhất giữa nhựa hóa học và nhựa sinh học đó là cái khả năng phân hủy sinh học ở trong điều kiện môi trường tự nhiên. Đối với nhựa từ các sản phẩm dầu mỏ sản xuất, khi chúng ta thải ra môi trường có thể khoảng là 500 năm đến 1000 năm sau thì nó mới phân hủy. Thế còn cái nhựa sinh học thì khi chúng ta thải ra môi trường thì có hai cái khả năng. Một là nó sẽ phân rã thành ra những cái hạt nhỏ hơn nếu như chúng ta sản xuất kết hợp giữa các hợp chất sinh học, các hợp chất thiên nhiên và các chất hóa học, hoặc nó phân hủy 100% thành các hợp chất ở trong môi trường tự nhiên. Thế thì cái khác biệt lớn nhất của nhựa tự nhiên hay nhựa sinh học và cái nhựa hóa học đó là cái khả năng phân hủy sinh học trong điều kiện môi trường. Giống như nhiều loại nhựa khác hiện đang được sử dụng, nhựa sinh học cũng có những ưu và nhược điểm riêng. Tuy nhiên, một điều đáng chú ý đó là nó không gây độc hại đối với cơ thể và sức khỏe con người, thế nên hiện vẫn đang được sử dụng rộng rãi. Thực ra nói thì mỗi một loại nhựa sinh học hóa học thì đều nó có những ưu điểm, có nhược điểm khác nhau. Tức là về quan điểm môi trường thì hiện nay cũng rất nhiều quan điểm khác nhau. Ví dụ như là thì đầu tiên nói về cái khả năng phân hủy sinh học. Cái ưu điểm của nhựa phân hủy sinh học là gì? Khi thải ra môi trường mà trong điều kiện bình thường thì nó phân hủy nhanh hơn cái nhựa sản xuất từ các sản phẩm dầu mỏ. Thế thứ hai là người ta tái chế được. Còn nhựa sinh học thì hầu như không ai tái chế, chỉ dùng một lần xong bỏ ra môi trường luôn. Khả năng gây hiệu ứng nhà kính, khả năng gây tác động đến bề biến đổi khí hậu thì cái nhựa sinh học nó lại ít hơn. Thế hiện nay cũng rất nhiều chiều hướng người ta nói rằng là sản xuất cái nhựa sinh học nhiều quá có thể gây ảnh hưởng đến cái nguồn lương thực phục vụ cho cuộc sống. Hiện nay nhựa sinh học đang được sử dụng trong nhiều loại sản phẩm, ví dụ như là bao bì, hộp, túi, ốp điện thoại, cây gác y tế, cách nhiệt, v.v. với những tỷ lệ khác nhau trong các loại nhựa khác nhau. Nếu chúng ta sản xuất nhựa từ đơn thuần từ các sản phẩm mỏ hóa chất thì nó là cái sản phẩm có thể gọi là nhựa hóa học, tức là hoàn toàn không có sinh học gì đây cả. Nhưng mà nếu chúng ta thay thế một phần, ví dụ từ cái sản phẩm đầu tiên là nhựa là vẫn là các hợp chất từ dầu mỏ, sau đó bổ sung thêm một số cái chế phẩm hay một số cái chất phụ gia mà có nguồn gốc sinh học vào, thế thì nó làm cho nhựa nó phân hủy nó nhanh hơn. Cái loại nhựa thứ hai là nhựa gì? Chúng ta sản xuất từ 100% các nguyên liệu đầu vào là các chất sinh học. Ví dụ tinh bột sắn, tinh bột mì, thậm chí hiện nay ta làm từ rơm dạ bã mía chẳng hạn. Thì những cái nhựa này thì khi thải môi trường nó sẽ phân hủy 100%. Thế nhưng người ta thấy rằng là hiện nay có thêm một cái loại thứ ba đó. Loại thứ ba tức là người ta cũng sản xuất từ nhựa sinh học, từ thứ nguồn gốc sinh học nhưng nó không phân hủy được. Thế cho nên thực ra nếu mà gọi về nhựa thì vẫn có thể nói rằng là có 2-3 loại nhựa sinh học khác nhau. Như tôi nói đầu tiên là chọn một phần sinh học vào ra một loại nhựa sinh học. Thứ hai là một loại nhựa thứ hai là gì? 100% sinh học, nhựa các sản phẩm tự nhiên nhưng nó phân hủy được. Còn loại thứ ba là gì? 100% các sản phẩm tự nhiên từ sinh học nhưng mà lại hoàn toàn không phân hủy được, cũng giống nhau học. Có thể nói rằng sự xuất hiện của sản phẩm nhựa sinh học đã góp phần làm phong phú đáng kể cho thị trường các vật liệu thân thiện với môi trường, và qua đó cũng góp phần đảm bảo cho cuộc sống vững bền của con người hơn. Để tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự ngắn ngay sau đây.
Trước đây, khi dịch vụ thiết kế nội thất chưa ra đời, các gia chủ hay nhà đầu tư phải tự thiết kế nội thất. Điều này gặp không ít khó khăn bởi sự thiếu kinh nghiệm, hạn chế về thẩm mỹ, có thể gây mất cân đối trong không gian. Do đó, thiết kế nội thất là một loại dịch vụ rất cần thiết đối với những người muốn sở hữu không gian lý tưởng với bố cục và màu sắc cùng trang thiết bị hợp lý. Một công trình kiến trúc dù có quy mô hoành tráng, độc đáo, hiện đại mà phần trang trí nội thất, không gian sử dụng bên trong không tiện dụng, không hài hòa về mặt thẩm mỹ cũng sẽ trở thành một công trình chưa hoàn thiện. Do đó, thiết kế nội thất là dịch vụ ngày càng được nhiều chủ đầu tư quan tâm hơn. Nói đến những cái vất vả trong cái ngành này thì chúng tôi là kiến trúc sư. Chúng tôi vừa phải thiết kế, phải feel theo những cái bản vẽ của mình, những cái bản thiết kế của mình, phải sáng tạo hàng ngày hàng giờ. Nhưng chúng tôi lại là cũng là người kỹ thuật, chúng tôi luôn luôn chính xác từng ly một, từng mili một trong những sản phẩm, và chúng tôi cũng phải sản xuất ra những cái sản phẩm thực tế để thành được một cái sản phẩm tốt, để cả một bộ máy bao gồm cả hệ thống kiến trúc sư, kế toán hay là nhà xưởng chúng tôi phải lao động cật lực để ra được những cái sản phẩm tốt. Thiết kế nội thất không chỉ đơn giản là bố trí các phương tiện sinh hoạt, mà còn ở sự phối hợp hài hòa màu sắc, ánh sáng, thẩm mỹ kiến trúc, các đồ vật trang trí để tạo môi trường sống tiện nghi và thoải mái. Một kiến trúc đẹp mà nội thất không hợp lý thì cũng gây khó chịu cho gia chủ trong việc sinh hoạt hàng ngày. Các vật liệu, thiết bị được lựa chọn lắp đặt trong căn hộ hiện đại phải thể hiện nét đẹp tinh tế và mang tính tiện ích cao. Tùy vào sở thích của gia chủ, muốn sở hữu một không gian sang trọng, đẳng cấp hay nhẹ nhàng, thanh lịch, vân vân, nhà thiết kế nội thất sẽ đưa ra ý tưởng phù hợp với phong cách đó. Bằng tư duy, sáng tạo của nhà chuyên môn, họ sẽ tự điều chỉnh, kết hợp về mặt chi tiết, màu sắc, v.v. để làm công trình trở nên hoàn hảo hơn. Ngoài bàn ghế, các trang thiết bị như màn cửa, đèn chiếu sáng, thảm trải trên sàn, kệ sách, v.v. phục vụ nhu cầu sử dụng, đồng thời đóng góp vào thẩm mỹ chung cho không gian nội thất nên được các nhà thiết kế đặc biệt quan tâm. Để tăng thêm sự phong phú, sinh động cho không gian, người thiết kế thường đưa vào những vật dụng trang trí như tranh ảnh, lọ hoa phù hợp với căn hộ. Bên cạnh đó, việc tận dụng yếu tố ánh sáng được xem là chìa khóa vạn năng để mở ra không gian nội thất tươi mới, tràn đầy sức sống. Cũng chính bởi những ưu điểm vượt trội về lợi ích kinh tế, tính thẩm mỹ, thậm chí là phong thủy, dịch vụ thiết kế nội thất đang được nhiều người ưa chuộng. Ngành thiết kế nội thất cũng vì thế mà có cơ hội tiềm năng phát triển hơn trong tương lai. Sản phẩm từ nhựa sinh học là một trong những ngành công nghiệp hiện đang thu hút được sự quan tâm của cộng đồng sản xuất và tiêu dùng, những người yêu môi trường. Việc chúng ta tiêu thụ, sử dụng những sản phẩm này là việc làm tích cực và thiết thực để bảo vệ môi trường. Chúng tôi hy vọng sẽ đón nhận được ý kiến thắc mắc đóng góp từ quý khán giả xem đài thông qua hộp thư bbt.đonghanhhangviet@gmail.com, số điện thoại 028-2200-2714 và 2200-2816. Chương trình được phát sóng lúc 7 giờ sáng thứ năm hàng tuần ở kênh HTV7, được sự phối hợp thực hiện giữa Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Truyền thông Long Việt. Quý vị và các bạn có thể xem lại những chương trình Đồng hành Hàng Việt đã được phát sóng thông qua website truyenthonglongviet.com, đồnghanhhangviet.com và kênh YouTube Đồng hành Hàng Việt. Còn bây giờ, Phương Trinh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình kỳ tới.